Xin chào quý vị và các bạn. Không khí lạnh vẫn đang duy trì cường độ rất mạnh khiến rét đậm rét hại tiếp tục xảy ra trên diện rộng tại Bắc Bộ. Sáng sớm nay, ngoài trời Bắc Bộ vô cùng buốt giá, mức nhiệt ở khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc chỉ từ 4 cho tới 8 độ, còn ở khu vực Đồng Bằng và thủ đô Hà Nội nhiệt độ là từ 9 đến 11 độ. Nhưng chỉ một lát nữa thôi, ánh nắng bắt đầu xuất hiện kéo nền nhiệt trưa nay tăng lên trong khoảng là từ 15 đến 18 độ, phía Tây có nơi cao hơn. Dự báo đợt rét đậm rét hại diện rộng này ở miền Bắc sẽ còn kéo dài đến hết ngày 26 tháng 12, sau đó mới giảm dần và chấm dứt. Với Trung Bộ, sáng sớm nay hầu khắp khu vực vẫn duy trì tình trạng mây nhiều, mưa nhỏ rải rác. Suốt cả một dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ đều thấp dưới 15 độ, khiến trời rất buốt giá. Ngay cả Đà Nẵng, Quảng Nam trở vào đến Bình Định, Phú Yên, nhiệt độ từ 16 cho tới 19 độ, trời rét nhẹ. Trong ngày, cả miền Trung vẫn có mây nhiều và không có nắng, nên nhiệt ngày từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chỉ từ 16 đến 18 độ, trời rét đậm. Đối với khu vực các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, mức nhiệt là từ 21 đến 23 độ, trời rét cả ngày. Chỉ còn lại khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận, ảnh hưởng của không khí lạnh ít hơn, trời hơi lạnh, 26 đến 29 độ. Còn ở phía Nam, ở các tỉnh vùng cao nguyên sáng nay cũng duy trì rét nhẹ với mức nhiệt từ 17 đến 19 độ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ khác, trời nhiều mây, mưa lắc sắc và se lạnh, nhiệt độ là từ 21 đến 23 độ. Đến trưa nay, cả hai khu vực đều duy trì nắng vàng rực rỡ, tuy nhiên nhờ có gió đông bắc thổi đều nên nhiệt độ không quá cao. Mức nhiệt cao nhất ngày ở khu vực Tây Nguyên trong khoảng từ 25 đến 28 độ, còn ở khu vực Nam Bộ nhiệt độ dao động trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động rất mạnh. Khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Bản tin thời tiết sáng ngày 25 tháng 12 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại! Thank you.